Rồi, hai anh em Vinh chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nè, hai anh em Vinh dẫn cả nhà đi cắm câu nha. Tính ra cái vòng cắm câu này anh em mình cũng lâu lắm rồi không cắm luôn á. Cái gì cũng lâu lắm. Nè, dẫn cái nhà đi cắm câu thôi. Bữa Cường đi câu cá vừa cái nha, được mới cá nè. Hai lựa cái nhỏ nhỏ, hai anh em Vinh xách đi cắm. Kiếm rồi có thành quả không? Lâu lắm rồi cũng không đụng tới con cá lóc đó nha. Cái này coi nè, giờ đang vô mùa nhãn á, nhà thấy nhãn xuồng đã không? Cái vườn của chủ vườn này nhãn quá trời luôn. Cái này là xuồng cơm vàng nha cái nha. Quá trời luôn, cái nhà thấy mà đặt gật luôn cái nha. Nghe nói đâu cũng được hai mấy ba chục ngàn một ký á. Lúc gà nhãn có giá lắm, tại vì ít nhãn lắm á nha. Giờ lên khúc ở trên pin người ta tầm dừa với bưởi nhiều lắm. Xuống cánh này thấy con nhãn nhiều nè. Thấy rụng lền đất luôn á cái nha. Quá trời luôn nè. Cái nha, đèn tươi luôn nè. Nhớ hồi trước có lần bị xuống thông mà thấy nhãn cho nhà thông anh em hồi trước bị làm cái nha. Mày biết một ký nhãn nhiêu không? 50 mấy ngàn một ký. Mà biết sao nó có giá gì không? Nghịch mùa. Đất cộng hồi trước tao hay làm nghịch mùa lắm á. 50 mấy ngàn một ký cái nha. Trời ơi, tới mưa tới nhãn rớt xuống mương cái bò mồi xuống lụm. Tính ra cả ngàn một tái á. Để nhãn nghịch mùa mà nhãn dưới đất cộng á nó bự lắm. 50 mấy ngàn mà lên tới thành phố là nó hơi bị cao. Lại khúc nhà tờ đặt đá ghê. Ở đây cũng đặt nữa nè. Bên đây cũng đặt nữa nè cái nha. Mấy cái nhãn mấy tông nữa nha. Cây nào cái nấy tiểu quả nặng hạt luôn. Quá rã luôn. Vàng tươi luôn. Nè à. Nè đi quay nhãn xuồng cho cả nhà xem nha. Khúc sau mới là khúc cắm câu. Còn chân trong cần nữa không? Đó à. Mồi mình đủ đủ hai chập nữa không? Hai dư được chừng chục con, dính chục con cũng ngon rồi. Anh em Vin xuống đây cái nhà quyết định là cúng mồi không có nhiều nha, được có chắc chừng 50-60 con hay nhiều phải không? Chừng 50 con anh em Vin mua cũng 50 cần cái nhà thì cũng xây xích tên xuống nhắm nhắm thôi. Mong là đợt mà đợt đầu ăn ngay thì đi cũng hơi xa nên anh em Vin cắm xong rồi sẽ rút cần về luôn cái nha. Sáng không có xuống đi chạo chừng 2 vòng ha. Thấy không, thấy không? Thấy nhẹ quá hả? Ôi cá kho tiêu có cái nha, khó cái có cá bự hả? Còn nước lũi nữa buồn luôn. Sao không? Gỡ được không? Mời cá mập hen. Đừng quay luôn cái nha. Giờ anh em Vinh sẽ đi thăm một con câu nha cái nha. Còn gán gỡ nó ra coi có lưới cây cần câu nữa không? Không ngon rồi, cắt. Hai cây lưỡi câu rồi cái nha. Để nó nuốt sâu quá. Mình cá mập ghê nè. Cá mập nụ. Đè gỡ thở rượu luôn. Giờ đi mới cái nha. Nãy chọc cần kia được có con à. Cường đi xa thấy cái này nhúng nè. Mang từ từ nha Cường. Ồ bằng cái con đầu hồi nãy à. Bự hơn xíu. Ồ. Mà cá mập hen. Nhìn cái nha. Cái nào nó cũng mập hết trơn. Okay. Cá không bự mà nó mập. Đang vô cái nha. Chưa từ nãy giờ chưa đợi giây phút nữa trơn. Nãy còn vô tâm kia thăm được con nhỏ đó, nên Vinh không có vai vô. Biết
Xảy luôn hay gì? Cá bự cưng ơi. Không bự dữ, cỡ con cá hồi nãy à. Cỡ cá kế bên á. Nó kia nha. Coi dừng kia sốt. Móc mép, thay móc mép nha xíu à. Trời ơi. Bự hơn con nãy đúng rồi. À, tiếp cái nhà. Cái cần nó dính nữa cái nha. Nãy mình thấy nó ngóc cái đầu lên luôn. Cường đang đi qua cái nha. Yếu luôn rồi. Nó cái nhà thấy được không? Không. Vậy nó còn mạnh. Nãy mình thấy nó trầu, nó trường lên nhẹ nhàng lắm. Mình tưởng nó yếu luôn rồi chứ. Đây này con ơi. Chắc được. Chị có gỡ xương. Nghe thấy đó, nghĩ không? Cỡ con bự nãy á, cỡ. Ôi ơi nhỏ, nãy ngóc cái đầu lên không à. Không có, còn mồi luôn. Còn đó nếu tính cái đằng cái lóc kho tiêu á. Chứ nó không cháo thì khó. Vì kho tiêu nó chết thắng. Còn số lượng thôi, không có nào gọi chất lượng thôi. Đây. Chào. Thật sự là Vinh không ngờ luôn á, cái nhà lỏng rồi hai anh em Vinh không có đi cắm câu mà xuống cái cánh đó hồi trước cũng gắm cũng khá lắm. Mà thành quả thì mấy con hồi nãy ra thăm quay cho cái nhà xem thôi. Vinh chở Cường về ngoài luôn mà. Cường lắc đầu luôn la để thôi sáng tính. Giờ tính là tính cam một chuyến thôi rồi thăm cá rồi cũng cần đi về luôn đó nha. Nhưng mà thăm cá này thôi còn mồi á móc vô để mai chịu khó chạy xuống nữa. Nè. Nè. Trời ơi. Thật sự là nếu như nó không còn cá luôn nha. Con này thì bên xe thả xuống mương nha. Con này thì bé quá rồi. Con này không biết sao mà tát còn cá không vô luôn. Bên không biết luôn á. Thôi về mương nó đi. Còn bốn con này thì giờ bên sẽ gọng lại nha cái nha. Lấy cái dẹo lưới gọng lại đi rồi mai tính sao. Đi cắm ở đâu lần anh? Mốt ở dưới gọng quá chạy xuống dưới nữa. Canh đó hồi trước cắm cũng dính khá lắm cái nhà nhưng mà không biết sao. Đâu phải cái ông mình đi đâu. Giờ sáng mai gặp lại cái nhà. Giờ bên lấy cái túi lưới bên cạnh mới được. Thôi chúc cái nhà ngủ ngon. Còn thì bên trở về nhà luôn rồi. Bye bye cả nhà. Kinh cần câu cộng con nè. Kiếm có cái gì không? Thì đi sáng lên được không? Bự không? Từ nãy giờ chưa thấy nó giờ cần cái nha. Ồ. Oh. Cỡ con bự hồi tối. Rồi, chào cả nhà buổi sáng nha. Anh em Vinh đi thăm câu cả nhà ơi. Hồi tối này thất thu quá, sáng coi vớt được cú nào nữa không. Đây. Cường nghe ngón chân bự hơn ngón chân cái. Cường đi vô dở mấy bên kia nữa kia nha. Có không? Sảy nha. Tao thấy nó giật ngang người ta nghĩ có chứ cứu không bự nữa Cường. Bây giờ thấy cái cầu nó làm ngang quá không? Bự hơn con nãy xíu cái nha. Nãy có dính một con nữa, mà nhỏ ngón chân cái của Vin nữa. Thả luôn cái nhà ơi. Cái màu này hôm nó chết rồi nè. Con có cái cần cuối cùng này là cái con màu nó bị ngợp rồi. Ui. Cũng có dấu găng. Mới còn không còn. Cái còn thì ngon. Gãy cây luôn cả nhà ơi. Không thấy động đậy gì hết trơn. Không biết sao đây nữa nè. Coi nhẹ nhẹ thôi. Rồi xảy rồi. Rồi còn bao nhiêu cần kia. Thấy im ke hết trơn cả nhà ơi. Kéo cái đó là mèo lắm. Nửa ký lên. Gãy cây luôn, bên kia còn hai cần nữa mà im ghe cái nha. Bên đây cần chiến lợi phẩm buổi sáng hôm nay của hai anh em bên chỉ có được hai con mà nhỏ chứ không được bự nữa cái nha.
Hồi tối ngọc hết con, sáng tới ra thấy ngọc hết con, là chỉ được có 5 con thôi đó. Đâu mày? Đó, đó thấy không? Thấy gặp kiểu cá cũng tổng á. Còn cái cần này nãy Vinh quay chưa thấy nữa nha. Cây cuối cùng. Cây cuối cùng, xét có mấy tông luôn. Bự bự con, bự bự bự. Bự. Ê có gì gãy cây nha con. Từ 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 nha con, từ từ nha con. Bỏ bỏ tay kia. Bự 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 bự. Cái bự. Cái nhà ơi, to to to. Ôi, con ơi con. Wow. Ôi cái nhà ơi, con cá lóc. Cái này nổi tiếng khỏe ghê luôn cả nhà ơi. Mình cũng bắt được nhiều lần lắm rồi, đi hôm giờ ôi, không có ôi, 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 ôi. Con gái của anh đừng nghĩ hơn, không có tệ hơn con này. Ôi ơi, mừng quá cái nhà, cầm cầm tay vô coi, cầm tay vô coi. Cái nhà ơi. Chờ bá luôn. Trời ơi, phút 89 hồi nãy bên quay ở bên kia quay qua thì bên thấy mấy cái cần này bên nghĩ là nó hết rồi. Trời ơi. Phút 89 hồi nãy đi thăm là cần đầu tiên dính một con, ở giữa dính một hai con nữa cả nhà, nhưng mà nhỏ nhỏ mà. Trời ơi thôi mày cần cái cách nào đi Cường. Đó bên bờ nó chết cũng đâu sao. Ừ. Trời ơi. Tưởng đâu là hết. Ủa cảm ơn lóc mập tù lụ luôn cả nhà ơi. Cái... ừ cái đó gãy rồi cái nha, kéo xuống ở dưới đất á thì nó không còn đồ dịu nữa, cũng cá dễ chảy lắm. Ủa nghe ha. Ừ ốc nàng ốc hút đâu. Tự nhiên cái nó vui vui lại có không khí lại cái nha, chứ theo hồi sáng kinh hàng cái nhỏ lại là có thể nói là không có không khí luôn á. Ngày hôm là hai cử đi thăm à. Sáng một cử đi nhổ 50 cây mà cá nhiêu đây là đi cả nhà đi phê lắm nha. Nó có nó không mệt. Còn không có nó phê lắm. Hồi đó nó bị ngập một con rồi cả nhà. Giờ nên cuối. Giờ cuối thì được con bự nó cũng an ủi tinh thần. Nó vui vui lại lấy không khí lẹ. Thôi cho mày bắt cá bự bỏ vô đây con. Hai anh em mình đóng rồi. Tao thèm cá kho tiêu rồi. Hai anh em bên sẽ bắt mấy cá nhỏ nó mần kho tiêu nha cả nhà. Còn cá bự rộng lại đi. Tính nó sao? Mấy cái túi kia mày để... ở sao nè, ở sao nhà mà tao để mấy ngoài đây nè. Tao đốn cái mặn rồi tao để ra ngoài rồi. Cho nó thẳng cá phải không? Đây, còn hai anh em Bin sẽ làm 5 con cá nhỏ giòn này cái nha. Cá cỡ này thì kho cô tiêu khỏi chơi luôn. Quá ngon mà cá mập hen. Ừ, cá mập mập. Mập không cái nha. Mà thường thường mấy cá nhỏ nó mập vậy á. Nè, quặng nó lớn mà. Mày xử đi, tao đi hái mới rau. Ghê đây, ghê đây. Không có, ghê đây bắt cá. Dính đường con. Ghê đây, tao đi tiểu rồi, thấy con dính luôn gì đâu. Thì dạ nó dính. Trời ơi, ăn ngày luôn. Chết luôn. Hồi tối cái nhà nhớ mà Vinh móc cái cầu Vinh cắm không? Đó. Ờ, cho bá luôn á. Mà ngay chỗ này thường thường tao cắm dính cái nhỏ nhỏ quá trời luôn á. Cỡ đó hả? Cái này khô tiêu thì ngon. Cái hùng vô thêm được miếng nữa cả nhà. Cà phê thì nhiều lắm. Đây. Cái này là vô tình Bình tính đi hái bông súng á cả nhà. Ra thấy. Ờ, vô xử luôn rồi. Xử vô luôn. Tối là nó mưa nè, nó nằm nằm xuống đó. Chứ hôm bữa hai cái chục cái đứng lên đẹp lắm luôn. Mày dời cái lợp xúc vô cái bờ nó có dính không? Thì để tao dời vô thử coi. Mà mày thấy bèn gồng tao nói đi tới lui không? Ốc bu quá trời luôn nè Cường. Ủa không phát. Quảng cáo bu mà lên hàng không phát. Tao thấy là nó chết hết là vậy. Chứ mưa mày không quá trời luôn. Nhiều lắm mày ơi, nhà mày không thấy á. Bữa tao mới cắt cái lan tao hãy xuống nó bụ đen thu luôn. Cái tao bắt đám chứ cưới của mẹ hẩm là tao độ là nếu mò là cả chục ký có luôn á. Ờ, đám cưới của con chim á chứ tao thấy cái lan tao tính là bắt nó tao kho sả ớt ăn rồi mà đám cưới của chim tao hai bữa cái bắt đầu cái
Tao vô cái nó hết tơn rồi. Nó ăn hết rồi, cái nó chạy mất tiêu nữa rồi. Chứ không tao thấy hồi lúc còn tao muốn thấy quá trời luôn. Hồi lúc tao trồng nhận thọ á, liền nhận thọ xuống cái nó bù đen hết tơn. Ừ, giờ cũng còn nhiều nữa, tại nó không lẽ nó sạch quá, nó lạng xuống dưới hết tơn á. Không đắng nhóc nào muốn ăn không đắng như mà. Nó nằm ở dưới mấy cái lá này nhiều lắm. Mày ăn hơi tao mày bóp chanh đường. Mày ăn gỏi cái này chưa? Có, tao cũng ăn hoài gì. Ngon lắm. Đó, chứ giờ làm biến đi bút. Vậy là bông súng mà mọi người bán ở ngoài tao nghĩ chắc cộng quá. Cộng? Cộng ăn chi bông vậy á. Bông chịu đâu nổi. Cộng ăn cây trang với bông có khác là đâu. Lợp để vậy nè mà không dính con gì á. Tại vì nó bù. Tôi có lũng không? Không. Lũng thân lũng đồ không? Sao để hoài nó dính kìa. Sao coi kỹ lắm, người ta mới để xuống nữa. Chứ cà phê là dễ dính dữ lắm luôn á. Để đại sát trong nghe mấy bài có lỗ ngon á. Lỗ đây hả? Lỗ chứ tới chút. Chứ tới ừ. Có cần để lá dưới không? Cứ trên đè xuống làm đè đại xuống rồi vậy được rồi. Đó dạ. À, em cái nha. Thay đổi mưa ngắm quá ta. Trời mưa vậy á. Ờ. Ngoài sông cũng vậy luôn, trời mưa là mày lội xuống ở khúc phần dưới nó ấm hiểm mà. Nghe cán quá trời luôn. Lâu lâu cái xuống dọn bụi con súng nó ra lá dài quá, cái dọn nó cái nhìn nó đẹp ghê. Nè, thấy không? Bông này nằm ở dưới quá trời luôn á. Đây bạn hơi bóp để xem để dễ. Bạn ngó lục bình chưa? Rồi. Nhưng mà ta ăn sống không được nha, ta ăn lẩu. Ta ăn sống không được, thấy nó cảm giác nó hơi ngứa. Ngó lục bình ăn cũng ngon. Đó, nhớ hoài. Bên mấy lần trước đi chú Năm quay xong rồi anh em tao cũng gao ghét gì đâu, leo lên bờ quẻo chuối có lục bình với bụi nào có được gao muốn thì thêm vài cọng vậy thôi. Đi cắm câu gì đâu mà vô gặp mấy cô với mấy chú chủ vườn nữa cả nhà. Trời ơi có gì con cắm ngày nó đi xịt sáng nó xịt chiều nó xịt rồi tối nó xịt nó xịt gì đâu mà nó đi chợ có gì con cắm. Ông kia nó tở ra chợ mà có chó chắc ở đây nó xịt còn quá là xịt luôn mà bị cắm lấy gì mà có. Hay tớ cái hồ ốp cá nha cái nhà coi cây ớt của Vin nè, tái quá trời tái luôn. Ba cái ớt ngoài kia của Vin nó bị cái gì hư hư á. Cái này á thì mỗi lần mưa cái bên kéo tấm bạc trên lại á nên nó không có bị mưa nhiều. Nó bị tháng thư, đúng rồi. Nè, tới nay tao thấy bự, nay tái quá trời luôn. Bên mới làm phân bên cho vô đây nè nên nó tốt, quá trời tốt luôn. Cái ớt này chỉ để làm cảnh cái nha. Đây bên chuẩn bị xong cái nha. Bên cắt mới ngồi gai vô cho nó thơm thơm. Mấy cái miếng chanh nữa. Còn chảo cá kho thì bên có thêm mới tỏi nữa nha. Hành đá, tỏi với tái ớt. Nè hè nè bên chơi một tái ớt luôn cho nó cay cay cho nó ngon. Cái này cắt cũng mỏng hơi khô cho nó thấm. Chứ hơi anh em mình chịu khó để đợi xíu ha. Cho nó cứng cứng cá cho nó ngon. Vậy nha. Nhiều lắm đó, sáu con. Ăn này là ăn thẳng cẳng nha. Quá đẹp, tân tươi luôn. Mấy cá nhỏ nhỏ nó có cái màu hồng hồng cả nha. Ờ, không biết cái này là pin mặt trời hay sao nó không biết nữa. Dạ không ta. Ừ. Ờ như để vậy nó không thấy nè, này cái nhà. Dạ mặt trời hay sao. Nè. Rồi để xuống cái thấy có màu hồng hồng. Cái này thì giờ pin sẽ cho nước mắm vào vô nha cái nha. Chảo cá kho tiêu quyền thoại. Nước mắm. Nước màu.
cái này bớt bữa gà ăn cũng ngon lắm nha mày. Bông súng, bông súng bông ngọt cái nha. Nè, xài nước mắm không, cho mình nước mắm nè. Cỡ hơi thiếu chanh này nặng thêm nha. Đó, muốn cho mày á. Tới rồi. Nghe cái mùi là thèm rồi đó. Cái này nó thơm, thơm mùi ngò gai nè. Chứ giờ cái vườn rau mà thấy còn có ngò gai không không? Quế đồ mốt vô phân lại mới trồng lại cái nha. Giờ chỉ còn có ngò gai thôi. Có gì ăn nấy. Chứ muốn nữa cũng đâu có đâu. Để hơi thấm mình kho cá nữa là thấm nó ngon rồi á. Hấp dẫn luôn. Đặt sắp cho nó đẹp chứ. Rồi cho thêm nước màu thì mình cho thêm nha. Nước màu cũng đẹp lắm mà. Lúc gà thời tiết nó ui ui nên nó cũng không đủ sáng cho lắm nha cả nhà. Là vô mánh luôn. Cái này mà có tới xè xè chua xè sống nữa, trộn đây ăn cá kho cũng ngon. Thôi có gì mày kho cái mày nêm lại cho nó mặn mặn nha. Ăn đồ bóp gỏi mặn mặn mới ngon. Cá kho thơm mặn. Quá đẹp. Để cho chút chơi cho nó thấm đi. Ê, cho miếng dầu vô cơm quá nữa, ta chưa gót dầu. Dầu ở dưới kìa, mấy dưới kìa. Ta mở nắp sẵn luôn rồi đó. Nè. Quên nữa nha, có dầu vô không có dầu nó là dở lắm, nó không có bóng bóng. Này kho bếp củi nha, cho nó thơm luôn, cho nó ngon luôn. Củi cá kho tiêu, cho có một khối nữa. Không ăn hết nửa chảo này là mới ghê. Đây, hồng hồng đỏ đỏ trắng trắng. Hồi đó giờ tao kho cá tao có cắt tỏi lát vô cho mày ăn lần này cho ta. Chưa. Ăn bụi bụi cũng ngon lắm. Thường bữa Cường hay ốp cá thì Cường đâm á cái nhà. Bên thì ốp hành nhưng mà bên sắc tỏi lát vô. Tao là xài tỏi đâm hả? Không ốp cá không có ốp hành hả? Không. Duy nhất chỉ có cá da tơn là đối xài hành thôi. Mà cay nữa hả? Quá hấp dẫn luôn. Mấy cái đầu nhìn đã quá. Này vô quán cơm kia chừng hai cái đầu mà chắc cũng 35 ngàn quá. Mà đầu cá nuôi bự chán à. Cá nuôi, một cái một à. Quên á, một cái một à. Cái nha. Giờ nó kẹo lại nhìn thấy nó vàng hơn nãy ha. Để miếng rồi. Miếng đó hình như nãy tao tở. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, dẫm được rồi đó. Chút xíu nữa, càng cạn xíu nữa các anh em mình cho tiêu lên ha. Tiêu với thêm miếng hành lá nè. Cho miếng hành vô cho nó có màu nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Lên cơm thôi cả nhà ơi. Lấy cái tay ghế, tao bưng qua cho. Lấy ghế đây. Cho tiêu lên cậu ơi, kéo nồi cơm cho người ta cái. Cho mày xuống. Này. Có hai anh em mình thôi. Mày cứ thoải mái. Tại sao mà hơi hai thằng đổ mồ hôi luôn á. Này ăn cháo tán cũng ngon mà. Đúng. Này. Chờ dĩa rau nữa nha cái nha. Và nồi cơm pin chuẩn bị ra sẵn. Không quá là chén đũa rồi có liền sẵn đã mà. Thơm quá thơm luôn á.
Thôi hai anh em Vinh mời cái nhà cơm tôi cùng hai anh em Vinh nha. Mời cái nhà nha. Cái này là đúng trưa nè. Đúng đúng rồi chứ không phải xế chiều như mấy lần mày làm lép mà. Xế chiều. Trời gì rồi. Cơm này giờ cơm tối hết cơm chiều. Chúng làm thời gian mình đâu có xác định được đâu. Nếu mà đi sang Bắc là không có xác định được. Rảnh giờ nào thì ngủ xong giờ nào thì ăn giờ đó thôi. Mạnh như nha. Trời ơi, bao mạnh luôn á. Cái món này hồi nãy á, lúc mà mày bằng cá tao tính là đi hai mướp xào ăn chung. Nhớ mấy cái gài á, mấy cô á bình luận á, thấy cái mấy cái anh chị á, cái bộ con súng đẹp quá, quay gần gần đi nên thôi ăn con súng bóp gỡ. Mày ăn này cũng hợp đúng không? Súng ngon mà. Súng chua ngọt. Nhà mày hốt hết mấy bông hết đẹp mà. Không mày nãy nữa còn cái chục cái mày. Nhiều. Hết nở rồi. Lúc ăn hết cộng á, ăn cũng vậy á. Mà thấy có nhiều anh chị lắm bình luận là nó ăn cái cọng ngon lắm. Với lại một phần nữa mà biết tại sao không? Được. Thấy cái bông á, cái viên nó đẹp hơn thấy cái cọng. Đúng không? Nói chung mình cọng như một bông á, cái cọng ở dưới mình đi vô con hình á, nó sẽ đẹp hơn là cái cọng. Cái đó là cũng là một cái nguyên nhân nhỏ mà bên chọn là hái cái bông. Thấy cái cọng thì mình cầm lên lúc mà mình ngồi lạc hoặc là mình cầm lên cái cọng trụi rủi hả, nó không có đẹp. Nhưng mà mình hái dù như bữa nay mình hái nè, rồi mai nó ra nữa, mai mốt hay gì hai ba bữa là nó ra nữa thôi nha, chứ không phải là mình cái dụ như nó có chục cái bông cái mình hái là nó nghỉ chục cái bông nó luôn. Cái ra hoài mình nên không có tiếc cái hoài à. Cái cọng nó cũng vậy đó. Hái xong gà mày biết hái là lâu lâu, ví dụ như mà chừng hai ba tuần lễ mà ngay chỗ ví dụ như mà trùng hợp mà tao có ướt đồ á, là xuống tao dọn không á, tại vì nó ra dài mà nó ra nhiều dữ lắm. Còn mấy con ốc nó ăn á, nó không có đẹp cái lá nữa, nó không có dạng bự con súng nữa, rồi phải dọn. Cái mương mà ta thấy cái vườn mà cái mương dính con cá lóc bự đó, ví dụ như mấy ngày nào mà nước đứng mà càng cạn xíu á, thấm tao nghĩ chắc ngon á, chích dữ lắm. Nước tốt sao lại xuống rồi cắm á. Thấy cá phi chết tùm lắm ta. Nhà cái vườn dính cá bự hả? Mấy mương đó tội cá dữ lắm cha. Nấu gì nữa? Chỗ vườn không có đó. Chết hoài. Người ta nghĩ có nó cũng chết. Khác mương. Nói lần sát đường. Quá dễ. Thí dụ như ta sẽ mày đi ngang cái thảy mềm đó hả? Cho chừng nữa tiếng sao mày hoài lại mày hước tao. Dạ không dám đâu. Chỉ dần đó thôi. Ý nó là cái cách đi vậy đó, khỏi lộ liếc gì hết, chẳng ngang quăng đó cái đi vòng thôi đi ra. Ta đâu cắm cầu cua đó, hồi đó giờ biết cái nhà đó không ai, không có ai ở. Cái nhà nằm ở dưới hả? Ừ. Là không có ai người ở luôn. Nhà đẹp quá trời, mới còn mới cáo mà. Không có ai á. Cái này còn tôi giờ hết mà hết chén rồi, gặp sáng hai anh em cũng chưa nè ăn dữ cái nè, sáng tao có ăn rồi, con có lâu hơn rồi, nằm ráng dậy nấu cơm chuyện hai đứng dứt hình đâu rồi. Trời ơi. Đó giờ Cường nó làm á nha, cũng như là cái công việc với cái săn bắt á, đi buổi tối còn ông chuyên gia giống như
cú đêm hả? Tối thức mà sáng rồi ngủ, nhiều khi hả còn ngủ tới 8, 9 giờ, 9, 10 giờ luôn á, nhưng mà tối lại ngủ không được. Nằm bất kỳ tim diêm thôi chứ giật mình thức vậy à, bực mình dữ lắm luôn á. Vậy thì nó khó công việc mình á, dù cái nào sớm nó cũng khó cho mình á. Nó ghét có lúc bắt cá thường á, sáng còn đi ra chợ còn bán thì 5 giờ phải gán dậy, khi 4 giờ 5 giờ cắm xa phải 4 giờ dậy. Nhưng mà mấy cái món dài lâu quá không có gì bán nên ngủ tới tư không. Nhưng mà mấy cái món mà hình như là chỉ có cái món cắm câu là mình đi đêm thôi, mấy món kia mình đâu đi đêm đâu đúng không? Đúng rồi, đâu đi khuya đâu. Nhưng mà tình hình mà cắm câu kiểu này chắc cũng khó quay lại cắm câu quá hả. Đi cắm thêm cánh hay cánh nó thử rồi sao. Chứ giờ gì cũng không có hết trơn, không làm lấy gì trống. Khó khó cũng gán đeo hả? Gán thôi chứ. Mà bữa nay đỡ thiệt. Với cái nhỏ nhỏ nữa, thao tiêu là đúng sách luôn. Nhưng cái đó như thấm. Để bên kể lại cả nhà nghe. Hồi tối hai anh em mình đi cắm câu á, là thèm một nồi cháo cá lóc. Là trước khi đi á, bên nói vợ bên mua cho bên một miếng rau đắng, một miếng giá với lại hành. Hai anh em suy nghĩ là 50 cần, không lẽ giờ không kiếm được con hai lạng mấy ba lạng, một hai con thôi là anh em về tối nấu cháo ăn ngang. Hai anh em tự tin đó. Cái nhà coi khúc liếm mà buổi tối là cái nhà biết rồi, có con bự bự còn bị dãy nữa hả. Cũng đơn giản rồi. Hồi sáng về hai anh em xuống thăm nữa là cũng xác định là ăn món cá kho tiêu rồi, tại vì cái dòng cá nó là không thể nào mà nấu cháo được hết á, tại vì tới lúc mà năm con cá là cá nhỏ nhỏ mà là cá kho tiêu rồi nè. Tại vì cá nhỏ nó món nước nó bể thịt ra nhìn thấy nó không có ngon cả nha. Hôm sau làm luôn cá bự, không kể cái cần kia nữa là chắc có thể là ăn món cháo rồi đó. Hai con bự luôn. Thầy Bin thấy nấu món cháo mà phi lê ra rồi ướp á, làm ăn cá rất là mạnh miệng, ăn rất là nhiều. Còn mà để nguyên khứa cá mà sắc sắc ra nha, ăn nó không có mạnh bằng cái để nguyên. Phi lê thằng đó ta có nấu cái gì bánh canh hay nấu cháo gì một lần nữa đúng không? Cháo à. Cá đó ký lù, biết năm nào mới gặp lại nữa. Con cá kéo cái đè dính lưới hay gì đúng không? Hai cá cắm cầu dưới múc cánh dưới. Cá cắm cầu ở dưới cho quà, múc dưới cho quà. Ừ. Là bữa đó đi rồi đi đi cắm ếch ở dưới Bà Ti á, người ta mưa. Thì đó là chuyến đầu tiên ta, mày đi tao đi với mày luôn không ta? Không có, chứ nó cũng làm mấy lần rồi mà mấy bài đi đó. Rồi con cá lóc mà giăng lưới làm đề tao mới làm món gì? Chiên hay gì không, quay me hay gì không hả? Chân cá chiên xốp trên dây. Cá đó là cũng như cá đó là cũng cá nuôi á nha. Nếu mà cái nhà coi clip thì thế là cũng biết à. Cá nó làm như quá à. Làm như người ta phóng xanh á. Không biết phóng xanh hay là nó xảy ra gì á, chứ nó không ăn con cá đồng. Nhưng mà nghĩ sao con cá người ta lưới lỗ có 3 phân à. Mà nó có chui. 5 tắc lưới mà nó quấn được. Nó rớt vô trong cái tùng á. Ừ, sao đó nó quấn nó xe rồi. Nó xay vậy dính. À, ngon. Thôi, mày nói không được nửa chảo mà anh em mà làm có hơn nửa chảo luôn á. Quá ngon. Thôi anh em Bin tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà. Bye bye.